Cotswold thì đẹp nức tiếng rồi, nhưng bạn có biết mùa thu sẽ biến nơi đây nên thơ đến chừng nào? Cotswold, viên ngọc quý của nước Anh nổi tiếng với những ngôi làng cổ kính, những con đường đá cuội và cánh đồng trải dài bất tận. Khi thu về, những hàng cây trong Cotswold sẽ chuyển mình sang những gam màu vàng, cam đỏ tuyệt đẹp, tạo nên một khung cảnh ấm áp, rực rỡ và lãng mạn. Bạn sẽ không thể cưỡng lại được việc dừng chân và chụp vài bức ảnh siêu lung linh ở đây đâu. Mùa thu tại Cotswold không chỉ là thời điểm đẹp nhất trong năm, mà còn là lúc bạn có thể cảm nhận được sự thay đổi nhẹ nhàng, sâu lắng của thiên nhiên. Hãy cùng Vietravel khám phá và tận hưởng vẻ đẹp thơ mộng của vùng quê đẹp nhất nước Anh mùa thu này nhé! Mời bạn khám phá hành trình Anh quốc Cotswold 9 ngày 8 đêm. Đăng ký ngay tại travel.com.vn.